Chỉ với 500 ngàn, liệu bạn có mua được một chai rượu vang đỏ hương vị thơm ngon, đảm bảo chất lượng? Sau đây Rượu Ngon sẽ giới thiệu cho các bạn top những chai rượu vang đỏ ngon và đảm bảo chất lượng chỉ với 500 ngàn. 1. Côte de Golfo Rosso Lazio. Côte de Golfo Rosso Lazio đạt điểm số tuyệt đối từ chuyên gia số 1 rượu vang Ý, ngài Luca Maroni đã chấm 99 điểm. Côte de Golfo Rosso Lazio đến từ nhà Sans Italian Winery, một trong những nhà máy rượu quan trọng nhất ở cấp quốc gia, được thành lập năm 1952 thuộc tập đoàn Chen. Với sự phối trộn của ba dòng nho là Saison, Merlot, Nero Buono, rượu được nuôi ủ trong thùng gỗ sồi của Pháp và được lên men malolactic. Rượu có màu đỏ ruby đậm với hương vị trái cây rõ nét như anh đào chua cùng những nốt hương của thuốc lá và gia vị. Hương vị rượu thanh lịch dễ chịu ở vỏ miệng cùng với sự kết hợp hoàn hảo giữa những trái nho, gỗ và thổ nhưỡng. 2. Là chai rượu vang Ducati Saragnano Passone. Passone là loại rượu vang Ý đến từ vùng Tuscany. Rượu được sản xuất bằng nho khô, mang lại rượu có cấu trúc mạnh mẽ và những đặc tính riêng biệt. Passone mang màu đỏ đậm ánh tím cùng với hương thơm phức hợp của quả mâm xôi, anh đào, mứt mận và hậu vị với gia vị thanh lịch. Là một chai vang đậm đà mạnh mẽ, gây ấn tượng bởi sự nồng nàn, mãnh liệt nhưng càng về sau, hương vị rượu càng tinh tế, hài hòa và bộc lộ thêm những đặc tính mới mẻ, đọng lại trong vòng miệng là hậu vị thanh lịch và tannin mềm mại. Ngoài ra, chai vang Passone là top những chai rượu vang hàng đầu trong Year of the Best Italian Wine năm 2020, được chuyên gia số 1 rượu vang Ý ngài Luca Maroni chấm 98 điểm. Thứ ba là chai rượu vang Ducati Saragnano Sibasso. Đây là chai rượu vang đến từ vùng Tuscany, có màu đỏ đậm, đặc trưng bởi hương thơm độc đáo, mạnh mẽ với hương thơm của các loại trái cây chín đỏ như là anh đào và anh đào đen. Hương vị mượt mà tựa như nhung, mềm mại, dễ chịu. Sibasso còn danh giá nhận được huy chương vàng trong cuộc thi Mundus Vini năm 2022 tại Đức. Và là top những chai rượu vang hàng đầu trong Yearbook of the Best Italian Wine năm 2020 được ngài chuyên gia về rượu vang Luca Maroni chấm 98 điểm. 4. Là chai vang Menos Bordeaux Rot AOC. Menos là loại rượu vang đến từ vùng Bordeaux của Pháp, được sản xuất từ 3 dòng nho quý của Bordeaux là Merlot, Cabernet Sauvignon và Cabernet Franc trên những mảnh đất được chọn lọc khắt khe. Rượu được ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất 12 tháng, mang hương vị dễ chịu, mượt mà, được tạo nên bởi các hương thơm của trái cây đỏ tươi của dòng nho Merlot, hương thơm anh đào và gia thuộc của dòng nho Cabernet Sauvignon và mùi khói cùng với sự mềm mại của Cabernet Franc. Nhờ quá trình nuôi ủ trong thùng gỗ sồi đã phát triển một số hương thơm nhẹ nhàng của vani và làm cho tannin mềm mượt. 5. Chai rượu vang Pirovano Nero di Avola. Pirovano Nero di Avola được làm từ giống nho Nero di Avola, là một trong những giống nho làm rượu vang đỏ quan trọng nhất ở Sicily và là một trong những giống nho bản địa quan trọng nhất của Ý. Pirovano Nero di Avola có màu đỏ ruby tím đậm, hương thơm đậm đà của anh đào và cây cỏ thanh lịch, có tannin mịn như nhung, có vị khoáng, cấu trúc tuyệt vời và tươi mới. Vừa rồi là những thông tin về top những chai rượu vang thơm ngon và đảm bảo chất lượng chỉ với 500 ngàn. Và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.